Vâng, mến chào quý vị. Trong cuốn video này thì tôi sẽ đi xuống cái khu anh Lương. Anh ấy đây ạ, chuyên tạo tác những cây mini này, cây nhỏ để giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Nhiều thế nhờ anh nhờ. Này của anh có khi cũng phải đến hàng vài trăm cây ấy. Đúng không anh? Khá là nhiều. Những cái cây này mà anh làm thì đến bây giờ được mấy năm rồi anh Lương? Nó cứ 7 năm, 6 năm, 8 năm. À vâng. Đổ về. Đấy, anh em nào mà có đây. Anh em nào có nhu cầu mua cây mini thì đây quý vị. Phôi rồi cần xong. Đấy. 500, 600, 700 cây đẹp nhất ấy muốn lấy 1 triệu. À, tức là chỉ 500, 700 một cây thôi. Cây nào gọi là đẹp nhất vườn thì là 1 triệu. Thế thôi. Đấy quý vị ạ. Nhưng mà cái giá đấy là anh bao ship chưa đây? Không. Không bao ship, giá tại vườn gì ạ? À, còn đâu thì ship thì tùy ship thì khách tự bao ship nhá. À tự chịu ship. Như là anh nào mà mua 1-2 cây ấy thì mình phải thì mình ấy mình gửi cho họ. Còn anh nào mà mua nhiều ấy thì mình phải bớt giá đi. Đây. Ví dụ như cái cây này anh giao lưu là bao nhiêu tiền cây này? Như cây này là 800 này. 800.000 cây này. Thế cây này là gần như tương đối rồi đấy nhỉ. Như cây này này. Vâng. Đấy, như cây này thì 900 thôi. À. Đấy. À, như cây này này. Đấy. Vâng. Thế thôi, này 800 này. Đấy. Như cây này là anh làm là đến nay là được mấy năm rồi anh? Đấy nó cũng 7 năm. Ui nhìn thế mà cũng 7 năm rồi chưa? Ừ, phải như thế chú. Nhìn nó như là già mốc này mà. Khá lâu rồi đấy. Đây cây này nó gần hoàn thiện đây này. Vâng. Đấy, đá. Cây này mất đá rồi. Đây mini. Cây này không có đá, nhiều cây không đá. Thế à? Một số cây không đá. Vâng. Ừ. Đấy. Đây, chú quay ra đằng sau đây. Hàng mili này. Thấp xuống. Đây, những cái cây này. Ví dụ cây này này. Đấy. Anh nào mua những cây này chỉ là 600 thôi. À, 600. Ừ, nhưng mà cái nó phải cạn, nó cao, nó 40 phân nhỉ. Vâng. À, 40 phân. Chính ra là, chính ra những cây nhỏ nhỏ như này là rất nhiều anh em thích chơi đấy. Đây này, đấy nó gần xong rồi đấy. Vâng. Đấy. Cái này kể anh em mà mua về chơi hoặc anh em nào mua về cứ thế mà xoạt là xong đúng không anh? Rồi, ấy mà. Đâu ví dụ bác thử cây chỉ cho một cái cây nào mà đẹp đẹp 1 triệu đi xem nào. Đấy, đấy. Xem là để đấy còn đâu thì nhiều lắm nếu mà đấy, nếu mà quý vị mà thích thì cứ thích thì cứ bảo bác gọi điện số điện thoại là số Zalo luôn đúng không bác Lương? Dạ, điện thoại Zalo luôn đấy. Vâng, à, số điện thoại là số Zalo luôn thì anh Lương anh ấy quay. Dạ. Anh ấy quay đây. Anh ấy gửi cho. Đâu cây cây nào? Đây tầm như cây này là hoàn thiện ở đây nhỉ? Cây nào? Đây. Cây quả phước. Đấy cây này đây. Ví dụ như cây này đấy, 800 này. Cũng hay đấy chứ đúng không 800, anh Lương? Cây này 800 này. Vâng. À. Cây này 800. Cái này chưa hoàn thiện mà cũng 800 cơ. Cây này nó có cái kiểu đẹp của nó khác. À. Cây này đây, kiểu như kiểu làm dáng long ấy nhỉ. Đây cây trực cơ mà. À. Đá này nó khoảng 2 cân. À. Nhưng viên đá này là 2 cân. Còn như cây này, cây này thì lấy một nhặt cái bông này. Cây này như cây này là cây mấy này trăm rồi bác Lương? 800. Đấy. 800. Thế là chưa cây nào đến 1 triệu. Thế thôi, 700-800 đẹp lắm mới được triệu. Thế ạ. Đấy, bác chỉ xem cây nào cảm giác là cây nào mỹ miều lắm hơn 1 triệu. Cây này chắc là độ 600. Thế thôi, tầm đấy thôi. Đấy, cây này đây. Đấy quý vị thấy không? Toàn bộ điền đất nhá. Vâng, xanh năm điền mấy năm rồi đấy. Cây này tôi làm 2 kiểu hai thân. Hai thân. Cũng 7 năm rồi chứ có phải là ấy đâu, có phải là ít năm đâu. Đấy. Đây. Nhiều cây nó cứ mini bé bé. Vâng, vài trăm nghìn một cây. Bé bé. Đấy, cái này bác ấy là cũng mỗi phết đấy mày ạ. Vâng, thôi. Nó cũng đá này cũng phải cao hơn 30 phân rồi này đây. 20 phân cao này nhỉ. Thì là quý vị cứ quý vị cứ ủng hộ cho bác Lương. Bác ấy làm thực ra cái trên này sẵn để chơi. Trên cái vùng này bác ấy người ta bảo bác ấy đi làm bảo vệ đấy. Nhưng mà bác bảo thôi giờ có tuổi rồi, ở nhà thôi thì có cái nghề, có cái gọi là cái khiếu biết làm cây một chút nên là bác cái làm những cái cây này bác cái giao lưu vài trăm nghìn một cây thôi này quý vị ạ. Đấy, rất nhiều chưa thấy ấy bác Lương ạ, chưa thấy cây nào bảo 1 triệu rồi rất là mini đây.
Đó là cây mini, cây này đúng bằng nắm tay này. Vâng. Mà nó bị nó mít mít phết này. Vâng. Ô, mít đấy. Đấy. Có cái cây cây mấy lít? Ba lượng. Thế thôi, nó chỉ 500 thôi. 500, cây 500. Vâng. Đây có cái bánh xe này. 500, 600. Nhiều lắm quý vị ạ. Đây à. Mấy trăm gốc đây nè. Cái cây bánh xe này độc lạ đấy. Cây này nhà anh nào có con dai thì mua về cho nó nghịch. Sao lại có con dai cho nghịch hả bác Lương? Anh xe đủ lắm này. Cây này được chục năm chưa anh? Đâu, cây này nó cũng 8 năm đâu. 8 năm cây này thì tôi chỉ nó thay những cái chèo trò chơi cho bọn trẻ con mà. Đấy. Quay cái này, cái máy ưu vẫn quay được này. Sắp xong rồi đấy. Vâng. Cái này sắp chơi rồi đấy. Thế là cây này là... Cây này thì... Mấy đồng à bác Lương? Cây này phải... Mấy triệu đấy. Thế cơ à? Ừ, cây này là cây hay nhất đấy. Cây này. Thế mà bác bảo là không, là cao không, nhất là 1 triệu. Thế không, mà... Có mỗi cây này là nó đặc biệt hơn tí thôi. À, thế à? Ừ. Hay, vành xe này, chỉ này. Tường lá lạ này dễ lắm cái này. Wow. Thế là cây này là chốt là bao nhiêu? Đấy, cây đấy là 2 triệu. 2 triệu. Ở những cây mini này. Đấy, cây này nó cây này triệu này. Vâng. Cây đẹp này. Cây này nó đá và nó ăn mịn đây. Không. À. Cây này triệu. Cây này là 1 triệu. À, thích cây này bác. Thế thôi, chỉ ít tiền thôi. Không, một mình... triệu vài trăm là nhiều anh em là vào gu là thích là ấy mà thích là... Cây này có hay không bác Lương? Đâu cây nào hay nữa? Nhìn nó bị đá này. Của đá này có khoảng 2 cân. 2 cân đây. À. Hay nhỉ? Đấy, cái này rất là hầm hố chứ. 5 điền, đúng không bác Lương? Điền. À. Cây này mấy lít? Cây này phải 700, 700 ra rồi. Đẹp này. Một tí lên cho cái đá. Tức là chỗ này nó tôi có khoảng độ 200 cây. Nếu anh em nào mà mua thì cứ theo địa chỉ trên đến nhà tôi. Vâng, cây này hoặc là... Hoặc là nếu mà có thì tôi gửi xe. Vâng. Gửi xe cho anh em. Đây, như cây này cũng đẹp này. Đúng không ba? Rồi. Cây này mấy đồng? Bây giờ... Thôi, cây này chỉ 500 thôi. À. Bây giờ quay lên cái chỗ cái đá kia cho anh em nào có khoái cái đá này thì... Vâng. Đây là những cái sản phẩm mà bác đã cái đá gắn rồi đúng không ạ? Cái đá làm chân đây này. Vâng. Thì anh em nào mà có những thích cây mini thì... Đấy. Để mà ký vào đấy đúng không anh Lương? Từ chân, cái này từ chân lên là 40 phân này. Cây này thì được 40 phân. Đấy. 25.000 một cân. 25.000 một cân. Một cân. Ví dụ như cái viên ý. Đấy. Viên này đi. Ví dụ viên này khoảng 4, cái viên này là 4 cân. 4 cân. Viên to 4 này. Cân. Viên to này hơn. Đấy giờ. Chắc cái này hơn đấy. Viên này cao thì hơn, viên này cao bao nhiêu? 2 4 6. Nếu mà mua không làm đế cũng được. Nhưng mà bây giờ vẫn cân. Bởi vì mình mua là 17 mà trở về đây cước ấy. Dạ. Ừ. Cước về đây thành vào hơn 20. Dạ. Tức là nếu mà bác nào mà có nhu cầu thì về mua những cái sản phẩm coi như là đá dựng sẵn như này, đứng dựng chân này rồi. Chú Mạnh. Dạ. Đây cây này là cũng làm theo chỗ như là hai chị em đây. À, hai chị em. Hãy chị em chứ lại không phải là ấy ạ, không phải là tỉ tỉ ấy, mũi muội à, tỉ muội ạ. Đây hai chị em đây nhá. Cây này anh nào lấy 700 đây. Vâng. 700 và bác sĩ luôn. À, 700. Ít tiền chơi ạ. Cây này cái cành này nuôi cho lớn. Vâng, cho lớn cái phần đấy. Đấy. 700 cành. 700 cành cây này. Vâng. Ăn tiền đấy. Vâng. Rẻ quá nhỉ. Đấy, mà cũng phải mất dăm 7 năm mới được chứ. Đúng không bác Lương? Còn thằng này này,
Cây này thì lại không cần đá à? Cây này không có đá. Vâng. Không đá, cây này không đá. Cây này thì mấy lít rồi anh? Thế thôi, cây này 600. Trừ tiền đá. Vâng. Đá rơi vào một viên đá mấy cân này. Như ví dụ như cây như này bây giờ mà vào đá được không anh? Vào được. Vào được vẫn vào được. Mình là người làm đá thì có gì, nhưng mà có cả loại không đó có. Để nó mốc cái gì? Đây chọc chọc vào đấy lại hỏng bây giờ. Đấy, như cây này nó là nó phải mình già thì nó mới có cái cây này 600 đúng không ba? Ok. 600. Đấy, ba cây rồi. 500. Mấy trăm cây. Mấy trăm cây hàng mili này. Vâng, bác nào mà có nhu cầu cứ liên hệ với cả bác Lương. Đây cây sung này có bán không bác Lương? Sung giao lưu. Mấy triệu? Cái này 2 triệu. Đấy, 2 triệu một cây sung. 3 triệu 800 nghìn. Sung này ra quả chưa đấy bác Lương ơi? Ông bơi về với ổ bơ đang ra quả, ông nọ ra quả đánh xuống đây, đánh xuống đây nó chắc là gãy mất mầm quả rồi gì. Không, mình đánh xuống đây này. Vâng. Ôi để ăn lá đấy. Vâng. Ăn nem. Không, uống bia. Ăn sống. Đúng không bác Lương? Ăn lá. Vâng. Thì đây quý vị ạ, bác ấy cũng rất là nhiều những cây nhỏ đấy. Thì quý vị và các bạn nếu mà có nhu cầu mà giao lưu thì cứ liên hệ với cả bác Lương. Số điện thoại tôi để trên màn hình ấy. Có mấy trăm nghìn một cây thôi, nó cũng không phải là nhiều tiền lắm. Nên là ủng hộ bác ấy. Tôi cũng xin được dừng cuốn video ở đây.